Xòa ngang vai ấp ơi
chút hương yêu cho đời thêm say. Dẫu nơi nào buồn phiền có kéo đến, xin hãy ôm anh vào lòng, nhìn anh xem anh có giống đang đùa không. Ngày ta cùng nhau nắm lấy đôi cánh tay, là sắp về chung mái ấm bên nhau mỗi ngày. Đặt đôi bàn tình ơi.
ơi sóng vỗ mênh mang áng mây nhẹ nhàng, bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sưởi ấm trong nắng chan hòa, bạn tình ơi ơi bạn tình ơi ta sẽ đưa xe đón em về nhà, bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sẽ không rời xa. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời thương anh em không đổi dời, nên đừng nói chuyện buông lơi. Nhà anh thì ở xăm dưới còn em ở bên kia sông, quê em thì chẳng có gì ngoài đặc sản cá cu đồng. Anh chịu làm chồng em không, nói để em còn chờ mong. Thành thị bông ba mạnh lắm, thôi ở lại cùng em vun trồng. Em đã đến tuổi cưới chồng nhưng chỉ chờ đợi anh qua. Ba em thì cũng không khó, chỉ cần anh mang lễ đến nhà. Cây nào rồi cũng lớn lên, chờ đến ngày đâm bông kết quả. Em cua anh cả năm rồi, chẳng chờ gì anh không mệt hả? Sáng tươi đoạn đường tuy phù lắm trong ngày xa xưa vui bờ tương lai đang chờ, thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Nàng hương hoa tỏ khắp nhân gian đang khi nhẹ nhàng chờ em đến, có em bên đời thấy ôi sao bình yên, mong thời gian sẽ mãi ngưng lại, sẽ mãi cho em tình yêu, mãi cho em bài ca, mãi cho em những điều đẹp nhất trên đời. Ngàn vì sao sẽ minh chứng tình anh gửi em, mong đến khi ta gặp nhau những đi hôn tặng em, trái tim sẽ chung nhịp từ phút giây này, mong ta mãi bên nhau, nguyện sẽ không thay đổi lòng. Bạn tình ơi ơi bạn tình ơi, sóng vỗ mênh mang áng mây nhẹ nhàng, bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sưởi ấm trong nắng chan hòa, ơi bạn tình ơi ta sẽ đến dễ đón em về nhà, bạn tình ơi ơi bạn tình ơi sẽ không rời xa. Vẫn mong
lạc mất nhau, số mai về đâu. Nép sau lưng anh mọi bộn bề mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xuyên môi em chặt hơn đi để những dấu yêu đã khô nhạt phai. Nhiều bạn bè tình huống gần xa và ngày hôm nay đã có mặt tại Tư Gia Hòa Nhà Gái của chúng tôi để mừng lễ vô quy cho cô dâu Nhật Cúc sánh diện cùng chú rể Sĩ Thuật. Và lời nói đầu tiên xin cho MC được một phép thay mặt gia đình trụ hôn cũng như những người thực hiện chương trình buổi trưa ngày hôm nay, âm thanh ánh sáng Tuấn Tú và video ăn xấu xỉ, xin gửi đến tất cả các quý có mặt tại hôn trường lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, yêu thương và được yêu thương là niềm hạnh phúc mà ông trời đã ban tặng. Và trong mỗi chúng ta, tình yêu là để chúng ta luôn tôn thờ cũng như ca ngợi. Đã tốn rất là nhiều giấy mực của những thi sĩ nhà thơ. Và nhà thơ Xuân Diệu của chúng ta có một thơ phí văn tình yêu rằng: đâu ai định nghĩ được chữ yêu, có nghĩ gì đâu một buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, trời xanh mây trắng, gió hiu hiu. Và kính thưa quý vị, vào một ngày định mệnh mà đôi bạn trẻ đã tìm được thấy nhau, đã yêu thương nhau và ngày hôm nay đã chính thức thưa với ba mẹ rằng không thể sống thiếu nhau trong một ngày nào nữa. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 25 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Nhâm Dần, là ngày mà chủ hôn nhà gái của chúng tôi đã chọn để làm lễ vu quy cho cô dâu Nhật Cúc. Và cũng là ngày mà ông Tơ và Nguyệt để xây mô hít duyên lành. Và cũng là ngày mà chúng ta theo chân cánh thiệp hồng đến đây cùng chúc phúc cho đôi hương những gì tốt đẹp nhất, những gì hạnh phúc nhất. Và cũng như là chia sẻ đến với gia đình chủ hôn một ngày vui trọng đại của gia đình. Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay là ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ, cũng là niềm vinh dự của ba lẫn mẹ. Và trong mỗi chúng ta khi nuôi con, ăn mau chóng lớn là niềm vui, và dựng vợ gả chồng cho con, đó lại là niềm vinh dự. Và ngày hôm nay còn vinh dự gấp đôi khi được sự có mặt của nội ngoại hai bên cũng như toàn thể quan khách quý. Và không để tất cả quý vị chờ lâu hơn nữa, và chúng ta hãy cùng hướng mắt về sân khấu của chúng tôi và hãy dành một tràng pháo tay thay những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho đôi hương cô dâu Nhật Cúc và chú rể Sĩ Thuật ạ. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng nắm tay về khán đài hạnh phúc để ra mắt con duyên hai ngọn cùng như tất cả quan khách quý ngày hôm nay. Hôm nay đôi bạn trẻ đang khoác lên mình những chiếc áo hạnh phúc và lộng lẫy nhất, đón niềm vui mà đôi bạn đã phủ từ lâu và ngày hôm nay đã trở thành hiện thực. Và trong mỗi chúng ta thì yêu thương là niềm hạnh phúc mà chúng ta thường hay dành cho nhau. Tình yêu của hai bạn đã vượt qua không gian cũng như thời gian, nhưng không vượt qua dòng lệ dấu. Vì lẽ đó mà ngày hôm nay, chú rể đã chính thức thưa với ba mẹ vợ rằng con sẽ yêu thương con của ba mẹ suốt đời. Hy vọng ba mẹ hãy giao con gái cho con để con chăm sóc và cũng như thương yêu. Và kính thưa quý vị, và ngày hôm nay thì gia đình của chúng tôi đã chấp thuận lời yêu cầu đó của chú rể Sĩ Thuật. Và ngay bây giờ xin giới thiệu với tất cả quý vị chủ hôn nhà gái của chúng tôi, đó là thân sinh của cô dâu. Xin trân trọng kính mời chú Thiểm Tấm Tích cùng về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời, chúng ta hãy dành cho chủ hôn nhà gái một tràng pháo tay ạ. Dạ, và bây giờ xin mời ba mời mẹ về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị cũng như chia sẻ cho tất cả quý vị những hạnh phúc, những công lao mà mình đã gặt hái được. Thank you.
đôi bạn trẻ. Một lần nữa thay mặt cho gia đình chú Thím Tám xin cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị và gửi lời chúc phúc cho tất cả quý vị có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay. Thật nhiều sức khỏe và nhất là một buổi tiệc thật là ngon miệng. Và trong suốt quá trình chiêu đãi của trưa ngày hôm nay sẽ không tránh phần sơ sót. Mong là tất cả quý vị đã có tình thương đó và dành tình thương đó cho gia đình thì hãy bỏ qua những sơ sót ngày hôm nay đã có. Và kính thưa quý vị, và gửi đến tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành cũng như lời tri ân sâu sắc thì gia đình của chúng tôi ở trên sân khấu này với bức quà rất là hạnh phúc, rất là đẹp cũng xin gửi đến tất cả quý vị qua lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt về sân khấu thì chúng ta hãy cùng rót những ly bi tình ly nghị của chúng ta, hãy cùng uống với gia đình chủ hôn của chúng tôi. Và thay lời cảm ơn chân thành nhất thì ba mẹ cô dâu sẽ uống cạn ly bia ngày hôm nay để cùng cảm ơn tất cả quý vị cũng như gửi tấm lòng đến tất cả quý vị có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời đại gia đình của chúng ta, mình có bia, mình góp bia, mình có nước ngọt, mình góp nước ngọt và cùng ly với chủ hôn của chúng tôi một ly được không ạ? Dạ, bây giờ chúng ta cùng giơ cao ly lên ạ. 1, 2, 3. Để uống nhâm nhi dài chút điều nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau. Và kính thưa quý vị, và nghi thức của lễ cô quy của cô dâu và cốt và chú rể kỹ thuật đã xong và cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Một lần nữa thay mặt cho cô dâu chú rể xin cảm ơn ba mẹ luôn dành tình thương cho hai con và cũng chúc cho ba mẹ thật nhiều sức khỏe, mãi là hậu phương vững chắc của hai đứa con sau này. Gia tiên ở trong nhà đã được tổ chức cũng như là đã thành công viên mãn. Và sau đây thì chú rể sẽ dành tặng cho cô dâu một nụ hôn thật ngọt ngào tại sân khấu này trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cũng như sự chúc phúc của toàn thể quý vị ạ. Và bây giờ xin mời hai bạn quay mặt với nhau ạ. Và bây giờ chú rể đặt tay lên eo cô dâu đi ạ. Hôn thật là ngọt ngào lên môi của cô dâu với sự chúc phúc của toàn thể quý quan khách có mặt tại hôn trường ngày. Dạ anh chụp hình chụp được không ạ? Được rồi đúng không? Rồi. Cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Và nghi thức của lễ của quy của chúng ta xin khép nhất lại. Chúc tất cả quý vị có một buổi tiệc thật là vui, thật là trọn vẹn bên gia đình chủ hôn cũng như... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao năm nay xuống trời. Anh năm nay hơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây. Tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay đến ngày mùng hai có ai đi này mà em ngờ đâu anh mang trầu cá quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tình cô đã muốn.
bài ca. Bất tận chốn du thiên đường, đánh giặc toàn dân. Qua dặm cỏ đông mong nhớ gì tân trù, hỡi nơi nào cũng mong kỷ niệm quê hương. Mong mắt cao thương càng cao dân á, cài đắng mặn nồng Dog.
rồi nắng cháy ly lăng quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nôn nao không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo so, xuân đang sang nắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an. Mình nâng ly nhâm nhi bạn bè anh em xúm xích mấy cái đứa con nít trèo qua đọt cây mới đưa mắt nhìn anh đây liếng lái vài câu chúc tết rất rất là hay. Xin chào bà con cô bác, thế là hết một năm nhiều điều không may mắn, người người vẫn ăn tâm bên nhau đông đầy yêu thương trao lọc khắp nơi xuân dày. Nhưng mà lì xì thì may mắn ném môi ly bia hôm kia đem về chung vui rồi nâng cái ly lên quăng khó khăn ngày qua gian nan đâu có riêng mình ta năm nay xuân sẽ vui hơn mà nhà nhà đều lo bánh trái mức tết như mang lọc đầy khắp sân lân lân trong lòng nôn nao không có lo chi rồi gì đâu có chi buồn lo sao thấy em buồn xo xuân đang sang nắng đó chi nhiều dành cho nhau vài câu chúc tết mai này thật ấm êm hạnh phúc sống vui bình an. Người yêu ơi, hãy nói anh nghe. Chúng ta yêu nhau thương nhau bên nhau được bấy lâu rồi. Từ khi anh yêu em, cuộc sống anh như đổi thay. Có em quan tâm bên anh. Dù mai kia ra sao, cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này, cả cuộc đời chỉ mình em thôi vợ yêu ơi. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày ấy sẽ đến mau mà thôi. Không xa vời nữa đâu, vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Sao cuộc đời dẫu bao gian lao, thì hãy hứa với anh được không? Hãy yêu anh thật lâu và bên anh suốt đời này, cả cuộc đời chỉ mình em thôi vợ yêu ơi. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày ấy sẽ đến mau mà thôi. Không xa vời nữa đâu, vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp thế giới này. Mai đây ta chung một đường đi, em xin cho anh thật nhiều baby. Hai
đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì. Ngày ấy sẽ đến mau mà thôi, không xa vời nữa đâu. Vợ yêu ơi, xin hãy bên cạnh anh. Vợ yêu chị rồi
mời mấy anh đến thì cũng mai để đưa cháu về chồng. Mời anh Tư trước cháu. Thì nuôi gái lớn là được ăn bữa trầu uống rượu thì cũng mừng cho con dâu chú rể được 150 phút. Ê, đâu rồi bò thơ đâu? Có đâu là về hôm nay là lại cô với Dượng cũng có gả cháu làm lễ du quy cho hai cháu 100 năm hạnh phúc. Thì tôi cậu sáu của đứa cháu cũng có một món quà nhỏ nhỏ để cho cháu mua dầu sức. Vậy cháu cháu mời anh cháu mấy con rồi chú ơi chị mấy con rồi được rồi. Dạ rồi. Dạ. Ngày vui của hai cháu thì dừng phải chúc cho hai cháu được 100 năm hạnh phúc không? Cảm ơn dừng lại. Vui của cho nó hai cháu gì từ đây đây có đây rồi. Xây 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 qua cho xin hình lớn hết đi năm. Xây qua chúc ạ cho lấy hình đẹp mà. Dạ, cảm ơn chị. Rồi vậy chứ. Nói lớn lên, đặng thu hình vô đó. 12, 13, 14 đó được hả? Rồi chụp hình trước đi. Chụp hình trước đi. Rồi đem rồi đi ạ. Rồi uống đi ạ. Rồi đứng sát cho chồng xin mời là có chú không? Dạ rồi. Lát uống 2 ly. Đúng rồi. Rồi. Dạ dạ. 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 Nhỏ đi cái chị hai nhà trên đó từ đây từ vô nhỏ nhỏ khác tại ông kêu bà mở kêu bà mở kêu bà mở kêu kêu bà cái một cái dây chỉ muốn làm muốn chỉ á. Em chưa đi làm có tiền cho bạn có tiền cho nó ra nhổ ta.
Tiền đi học nó để dành hồi lớp 1 tới giờ đó. Hả, nói chuyện tích lũy mà. Tiền của tôi không á. Bữa nay cũng ngày vui của đứa con. Đại Dương anh Dính cũng có muốn quà em chúc mừng cho cháu nó vui vẻ. Dạ, cảm ơn anh làm mà anh muốn tặng cho vợ chồng em. Uống về vậy là ông chịu phải uống đi được. Dạ. Ông chủ nhà uống đi được. À đó, uống nhà uống đi nè vô. Chú đổ bột. Hết rượu rồi, con đòi mời qua nè. Rồi, chú nước sáng cho xin tấm hình luôn à. Dạ, dạ. Chú nước sáng cho xin tấm hình luôn à. Làm cặp nữa đi là anh Tư ơi. Hồi nãy uống trước thì giờ nó chưa bao giờ gì. Đầy quá uống gì đâu. Thì anh đi môi cũng được nữa. Dạng vậy. Sao? Giờ thầy ông nội cho ra ngoài luôn hả? Thầy ông nội trốn luôn. Đừng nói thầy ông đi. Mẹ ông. Nè, vô vô anh mày. Ơi, vô. Rồi hôm nay em cũng cảm ơn anh Tư, anh Năm, mấy chị, mấy anh hết nha. Ngày vui của con của em. Mây xanh năm nay xuống trời, anh năm nay ơi buồn thấy em tự nhiên thắng đời. Em đang cô đơn thì bàn tay đâu đưa đây, tôi coi như cho qua năm sau đám cưới liền tay. Đến ngày mùng hai có ai đi nhìn mà em ngờ đâu anh mang trầu cao quan nước châu luôn. Mai đi ta sang giàu quá xa to tin có đã muốn. Đi nhìn mà em ở đâu anh mang trong cá quan trước giao luôn.